Trước các thông tin về khả năng điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân trong năm nay, Tổng cục Thuế đã chính thức lên tiếng. Tổng cục Thuế cho biết, tính đến tháng 6 năm 2019, chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng thêm 18,17%, chưa đến mức phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, dự kiến mức tăng CPI năm 2019 khoảng dưới 4%, dẫn đến chỉ số giá tiêu dùng có thể vượt trên 20% so với thời điểm thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực. Vì vậy, Tổng cục Thuế đang phối hợp với đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính để nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của luật, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.